giới thiệu cho các bạn. Đây, đầu tiên này. Thì hôm nay thì bên mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn về cách lắp đặt cái dòng điều khiển từ xa cho dòng điện 1 pha và 3 pha. Như video trước về hướng dẫn về lưỡi cưa thì bên mình cũng đã có nói sơ qua về cái video này. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, đầu tiên này. Rồi. Lát thì anh Bảo sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cụ thể cách đấu điện cũng như là cái tính năng và làm với lại làm sao cho lắp đặt nó an toàn nhờ các cái dòng máy hút bụi này cũng như là các dòng điện thông thường ở trong xưởng á. Các bạn cùng theo dõi ha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bảo. Hôm nay bên mình sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ với mọi người về cái cách mà mình có thể làm cái điều khiển từ xa dành cho những cái đồ sử dụng điện 220 hoặc là 308. Thì cái mục đích mà khi mình cần để thiết lập cái hệ thống điều khiển từ xa là những cái vị trí mà chúng ta khó có thể thao tác được bằng tay. Thì trước mặt mình đây là những cái phụ kiện có thể các bạn có thể rất dễ tìm mua ở những cái cửa hàng bán đồ điện thông minh. Thì mình giới thiệu với mọi người là một bộ điều khiển từ xa nó sẽ bao gồm những gì. Thì đây là bên phía tay bên mình đây là một remote và một hạt nhận tín hiệu. Thì cái hạt này và cái cục trước mặt mình đây là có nhiệm vụ là như nhau. Thì nó chỉ khác là cái phần này nó sẽ dùng dây nối và gồm một hạt nhận tín hiệu, gồm hai đường dây điện đầu vào và hai đường dây điện đầu ra. Thì cái cục này cũng tương tự, nó sẽ là hai cái điện đầu vào và một cái điện đầu ra và một hạt nhận tín hiệu ở đây. Thì cái này khuyến cáo sử dụng với cho mọi người là sử dụng dành cho điện có công suất motor là dưới 1000W thì có thể là ứng dụng được với những cái máy hút bụi mà một ngựa trở lại hoặc là đèn điện chiếu sáng thông thường. Thì một lưu ý nữa, khi mọi người có thể chọn mua một cách phù hợp là cái thông số về tần số của remote, thì những cái hạt này thì họ sẽ thiết kế là một cái tần số nhất định. Như cái hạt này đang là 433 thì mình sẽ mua kèm đó là một cái remote 433 MHz. Thì hai cái tần số phổ biến là 35 và 433 thì mọi người chọn làm sao mà cho nó trùng tần số để có thể điều khiển được. Thì như cái bộ trên tay mình đây á, thì mình sẽ kết nối đơn giản bằng cách là mình sẽ làm một cái fix để cấp điện đầu vào và mình sẽ cấp điện đầu ra cho bóng đèn này để mọi người có thể theo dõi một cách dễ dàng nhất. Thì cách khởi động đầu tiên của mình là nút bấm ở đây. Và thứ hai là mình sẽ dùng remote. Thì như mọi người thấy mình sẽ dùng remote và hoàn toàn không chạm tới cái công tắc. Thì khi mọi người có thể setup xong rồi thì một cái bóng đèn ở vị trí xa mọi người rất có thể khó có thể bật bằng tay được, mà mình có thể muốn quan sát vị trí đó một cách dễ dàng, bật tắt dễ dàng thì mình có thể dùng remote. Rồi. Thì tới cái bộ thứ hai. Bộ thứ hai này thì cái bộ này nó như mình đã nói thì hai cái này thì nó cùng một cái nhiệm vụ như nhau là cấp nguồn 220. Mình nhắc lại là cấp nguồn 220 vì nó nhận điện 220 đầu vào và cấp điện 220 đầu ra. Thì tại sao có cái bộ bên này? Cái bộ bên này hiện tại là mình đang lắp cho máy hút bụi 3 pha của mình. Thì cái này nó là một bộ chuyển, nó gồm hai bộ phận. Thì bộ này là bộ nó giống như là một cái công tắc từ mini á, một cái relay điện. Thì khi mà nó ăn điện vào đây nó sẽ thông dòng, giúp chúng ta thông dòng cái hai vị trí này để chúng ta cấp điện 3 pha cho cái motor của chúng ta. Thì cái này mọi người có thể bắt một cách rất là đơn giản là mình lấy điện đầu vào ở đây, mình có thể đấu trực tiếp điện đầu vào này vào trong cái hạt này, cái phần điện đầu ra của hạt này, để khi chúng ta điều khiển cái hạt thì cái nhận thằng này nhận tín hiệu để cấp điện. Hoặc là như mình thì mình có thể là mình cắm cái này vào nguồn 220 và mình cắm này vào để sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ thử để mọi người xem. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cái này vào đây. Thì
đây gọi là công tắc này. Và mình cũng có thể điều khiển bằng remote. Rồi, tương tự thì khi mình cắm vào đây thì hiện tại là cái này chưa có điện. Khi chưa có điện thì nó sẽ là chưa thông dòng. Thì cái nhiệm vụ của cái này là sẽ thông dòng của hai cái này, thông dòng từ đây qua đây để chúng ta có thể đấu điện, để chúng ta cấp điện cho cái máy ba pha của mình. Thì như mọi người thấy hiện tại đây thì chưa thông dòng. Chưa thông dòng. Thì sau khi mình bật lên thì phần này đã nhận điện và làm nhiệm vụ thông dòng. Và khi chúng ta tắt thì ngắt dòng. Thì tương tự như cái này thì chúng ta có thể điều khiển, vẫn điều khiển bằng remote. Thì cái này nó cho chúng ta một cái ưu điểm hơn là có thể là cấp một cái nguồn tương đối lớn hơn. Hoặc là trong dùng điện ba pha thì tương tự như cái thằng một pha thì nó vẫn cấp nguồn ra, nhưng mà một pha là sẽ cấp một dây mát và một dây nóng. Thì ba pha mà 380 của hiện tại mình đang sử dụng ở Việt Nam mình là điện ba pha ba dây nóng, thì chúng ta không thể sử dụng thông thường qua cái không thể chỉ sử dụng thông thường qua cái thiết bị này được, cũng không thể sử dụng qua cái hạt nhà tín hiệu thông thường được, thì buộc chúng ta phải cấp là cấp hai dây nóng vào đây, của ba pha cấp hai dây nóng vào đây để nó khi nó nhận tín hiệu thì nó xuất ra hai dây nóng vào đây. Thì đó lý do vì sao mà dùng ba pha chúng ta phải dùng qua một bộ chuyển như thế này. Rồi, và chúng ta có thể dễ dàng cấp nguồn. Rồi sau khi mình giải thích về cái nhiệm vụ cấp nguồn của những cái bộ này thì mình cũng sẽ hướng dẫn với mọi người cái cách để mọi người có thể set up được cái set up được cái remote. Thì cái này mọi người có thể là mình sẽ nói nhanh vì mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu được. Khi mọi người mua thì sẽ có hướng dẫn sử dụng, thì mình cũng sẽ nói nhanh luôn. Là khi mình nhấn vào đây, tắt, nhấn, tắt. Thì chúng ta để chúng ta có thể set up được thì ban đầu á chúng ta nhấn nó sẽ không được. Giả sử như đang cái remote này này, remote này hiện tại là đang dành cho cái bộ này. Bây giờ mình không sử dụng bộ này nữa, mình muốn sử dụng cái remote này cho cái thằng này, thì mình sẽ bấm. Rồi đến khi đèn này nhấp nháy thì mình sẽ bấm. Và mình đợi nhấp nháy nữa, mình sẽ bấm một lần nữa. Rồi ok, thì hiện vừa rồi mình đã set up cái remote này qua chữ C là để bật tắt. Bật, tắt, bật, tắt. Rồi mình xin kết thúc cái phần hướng dẫn cơ bản ở đây, để mình sẽ đấu cái bộ này vào cái máy hút bụi ba pha để mọi người có thể dễ dàng theo dõi cái trực quan hơn về cái nhu cầu mà sử dụng điện ba pha. Và mình cũng sẽ dùng cái này để mình đấu một số cái điện một pha để mọi người có thể theo dõi được rằng là nó ứng dụng một cách rất là dễ dàng như thế nào. Cho mọi người tiếp tục quay lại với cái video vừa rồi của mình thì như mọi người thấy trước mặt mọi người đang là cái bộ điều khiển từ xa dành cho máy hút bụi ba pha của mình. Thì cái đặc thù là máy hút bụi ba pha của mình là dùng motor 4 ngựa nên mình không thể là dùng trực tiếp qua cấp điện này, cấp nguồn này, remote này được, thì buộc mình phải qua khởi động từ. Mọi người lưu ý là cái motor mà lớn trên một ngựa thì mình nên dùng khởi động từ để đảm bảo được cái tính cấp và ngắt một cách dứt khoát và không gây đến tình trạng là lâu ngày nó sẽ bị mo ve. Thì như mọi người thấy ở đây, đây là cái phần nhận điện của mình nè, đây là cái phần nhận tín hiệu để cấp nguồn. Rồi thì mọi người thấy là ở đây, đây là nguồn xuống motor và cái dây này là nguồn vào trong khởi động từ. Thì từ khởi động từ, khi dây nguồn vào khởi động từ thì cái khởi động từ này ban đầu nó sẽ có một công tắc. Mà công tắc của khởi động từ thì mọi người có thể hình dung được như thế này, nó sẽ khác công tắc bình thường. Công tắc khởi động từ là sẽ có một nút xanh, một nút đỏ như thế này, thì tại mình đã gỡ ra rồi, gỡ bỏ rồi. Vì lý do vì sao mình phải gỡ bỏ là vì cái nút xanh đó là cái nút thông dòng. Khi ở chế độ không bật thì nút xanh nó khi mọi người đo thì sẽ không thông dòng, nhưng nút đỏ thì lại là đã thông dòng. Thì khi mình tắt mình phải bấm nút đỏ để nó ngắt dòng. Thì khi mà sử dụng với bộ điều khiển từ xa, chúng ta bật lên mà không ngắt cái công tắc, bỏ công tắc này đi á, thì mình sẽ không có cái hiệu quả được điều khiển từ xa được, vì nó sẽ không ngắt dòng ở cái nút này, thì mình buộc phải gỡ này ra. Thì từ cái mình sẽ lấy dây nguồn
mình sẽ lấy hai nguồn điện dương, hai trong ba pha để mình đi ra ngoài. Mình sẽ đi ra ngoài đây và mình sẽ vào phía dưới này, và hai sợi dây mình sẽ nhận nguồn từ điểm này. Thì đây, khi mà thông dòng mình sẽ đi vào cái này, để khi cái này nó có điện thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống khởi động từ. Thì mọi người lưu ý là tại sao là cái này á, nó công suất nhỏ nhưng có thể khởi động được cái khởi động từ cho máy lớn, vì cái này là nhiệm vụ là kích hoạt khởi động từ chứ không có nhiệm vụ đóng điện ba pha để đấu ba cái pha này với ba cái pha điện. Mọi người lưu ý, vì thực ra cái máy này sử dụng động cơ 4 ngựa, nhưng cái khởi động từ nó chỉ cần một cái nguồn điện để kích hoạt khởi động từ. Đó là lý do vì sao mặc dù nó là công suất nhỏ nhưng nó sử dụng khởi động từ, và cũng là lý do vì sao mọi người phải sử dụng qua khởi động từ để khởi động cho những cái motor công suất lớn. Thì đây, thì như mọi người thấy là phía trên này, cái hạt này nó được cấp điện bởi cái cục này. Cái cục này là cục điều khiển từ xa, thì nhiệm vụ của cục này sẽ tương đương với cục này, thì sẽ gồm 4 dây là 2 dây nóng nguội vào, 2 dây nóng nguội ra, sử dụng điện 220. Cục này cũng tương tự, thì điện 220 nó sẽ vào để nó nuôi cái cục này. Khi cái cục này được kích hoạt thì cái việc 220 chỉ là nhiệm vụ kích hoạt cái cục này thôi, sau đó nó là nhiệm vụ thông dòng để nó thông cái điện ba pha từ đây từ đây để thông vào đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạm lưu ra một xíu và mình sẽ khởi động bằng nút bấm ở đây, và sau đó mình sẽ khởi động bằng remote để mọi người theo dõi. Bây giờ mình sẽ khởi động bằng nút bấm. Thì mọi người có thể thấy là khi cái này nó cấp điện á, thì nó sẽ cấp vào cái cục này để cấp điện qua cái từ. Thì bây giờ mình sẽ khởi động bằng remote. Trước mặt mọi người thấy thì mình sử dụng một cái bộ điều khiển từ xa nữa cho cái máy hút bụi của mình. Thì cái bộ hút bụi này mình sử dụng được bộ này lý do là vì sao? Vì cái bộ này là hút bụi của mình, như mình đã giới thiệu ở kỳ trước thì cái hút bụi này là hút bụi một pha 220, công suất là một ngựa là 750W. Thì cái cục này nó đảm bảo được cho chúng ta là 1000W thì đủ để chúng ta sử dụng. Rồi, thì cũng như mình cũng có thể là khởi động cơ và khởi động một remote. Thì bây giờ mình sẽ lui xa cho mọi người thấy, để cho mọi người thấy được là máy hút bụi hoạt động. Cho mọi người thấy là túi đang mềm nè, hiện tại hút bụi chưa hoạt động. Thì bây giờ mình sẽ mặc lên. Có âm thanh mọi người nghe được thì mọi người có thể là hình dung được là mình mặc cách